từ ông có thể cho biết là từ ý tưởng nào mà Phạm Gia Nutrition ra đời thưa ông? À, thật ra đây nó là một cái cơ duyên, và cái câu hỏi của bạn cũng là một câu hỏi rất là hay. Sở dĩ Phạm Gia Nutrition có cơ duyên thành lập ngày hôm nay là do Sơn đã từng bị đột quỵ 4 lần. Và cái lần cuối cùng là cái lần sau ngày anh Chí Tài, là nghệ sĩ rất là nổi tiếng của Việt Nam, mất ngày 9 tháng 12, và Sơn là bị đột quỵ lần thứ tư là rơi vào ngày 12 tháng 12. Thì sau cái cơn đột quỵ đó thì Sơn tỉnh dậy thì chỉ thấy vợ mình. Và 4 lần đó, và Sơn quyết định là phải cải thiện cái bản thân của mình làm sao đó để cho không có lần thứ năm. Thì một cái cơ duyên nữa là có một người em trong dòng họ giới thiệu Sơn đến với cái chương trình dinh dưỡng ăn đúng uống đủ để làm sao mình cải thiện được, cân bằng được cái cơ thể của mình. Và sau khi Sơn tham gia được 2 tháng thì Sơn giảm được là 17 kg 6. Và sau 2 ngày đó thì Sơn đã được bác sĩ chính thức thông báo là Sơn không phải uống thuốc cao huyết áp mà Sơn đã từng uống 14 năm liên tục, và có thể uống tới trọn đời. Thì cái điều đó là một cái điều mà Sơn thấy rất là ngạc nhiên. Và anh ruột của Sơn cũng là bác sĩ, là giám đốc một cái bệnh viện rất là lớn ở miền Trung và Tây Nguyên. Sơn cảm thấy rằng là mình bệnh đến với bác sĩ đó, đến bệnh viện đó, thì chỉ là để làm sao cho nó tạm thời, chứ nó không phải đi từ cái cội nguồn gốc rễ của nó. Cho nên chính vì vậy Sơn với anh Hổ cùng thành lập ra cái Phạm Gia Nutrition để mình lan tỏa những cái kiến thức đến với lại người dân Việt Nam mình. Anh Hổ thì trong 40 ngày anh Hổ cũng giảm được hơn 8 kg. Cái đó là cái quyết định đi tới cái đó. Vậy thì thông qua cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì ông có thể chia sẻ cái điều gì đối với mọi người về cái vấn đề dinh dưỡng, như cái mục tiêu mà Phạm Gia Nutrition của mình hướng tới? Như anh biết đó, thực ra thì cái vấn đề dinh dưỡng nó là một cái suy nghĩ nó cũng bình thường và nó cũng hàng ngày thôi. Nếu như chúng ta có đầy đủ những kiến thức, chúng ta cập nhật đầy đủ những kiến thức cho người dân Việt chúng ta, thì người dân Việt của chúng ta có thể cải thiện trên cái mâm cơm của gia đình mình, và có thể một phần nào đó góp vào cái sự cân bằng cơ thể cũng như là cách ăn uống để hạn chế, chủ động hơn trong vấn đề là chăm sóc sức khỏe của mình. Thay vì chúng ta đổ bệnh ra, chúng ta phải đến bệnh viện và bác sĩ yêu cầu cái gì làm theo cái đó, thì chúng ta có thể dần dần chúng ta thay đổi cái thói quen đó. Như ông chia sẻ thì Phạm Gia Nutrition giống như là một cái cầu nối để lan tỏa cái sự tình yêu thương mà bằng chính cái sức khỏe của mỗi người. Vậy thì không biết là cái hình thức của mình sẽ thực hiện trong tương lai đối với Phạm Gia Nutrition như thế nào, ông có thể nói sơ lược? Sơn với anh Hổ thì cũng được một cái cơ duyên là đồng suy nghĩ với lại một số các anh chị em trong cái lĩnh vực này, rồi cũng được các rất nhiều anh chị em hỗ trợ, cũng như là chúng tôi cùng chung một cái chí hướng là muốn mang tới cho người dân Việt một cái sức khỏe là tốt hơn và bình an hơn, cũng như là mang tới cái kiến thức rộng rãi để phổ cập xuống cho người dân Việt. Cái đó mình nghĩ nó là một cái rất là quý, một cái rất là cần. Tại vì có khỏe mạnh thì mới làm được nhiều việc để cống hiến cho đất nước của mình. Cái điều mong muốn của đội ngũ của Phạm Gia cũng như là anh chị em đồng đội của Phạm Gia Nutrition. Khoan em tắt máy nhé, anh nói gì nữa? Dạ thôi được rồi. Mình nói hai một câu về cái Phạm Gia Nutrition với cái câu slogan của mình được. Em hỏi cái câu đi. Tại em hỏi câu đi. Ok, anh nói theo là mình làm vậy ha. Và như đề ba nha. Em đếm đi. Em đếm 1, 2, 3. Và như anh biết đó, chúng tôi đã lấy slogan của chúng tôi là sức khỏe của bạn là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Mình nghĩ câu nói đó đã nói lên tất cả. Ok.